Mark One số 1 về Mark. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Và ngày hôm nay sản phẩm tôi trang mang đến đó chính là em MacBook 12 inch. Như các bạn có thể thấy thì em MacBook này có màu vàng đúng không nào? Một phần là màu vàng là màu tôi trang khá là yêu thích. Bên cạnh đó thì màu vàng trông nó cũng khá là lịch lãm và sang trọng. Một em MacBook như này thì có giá khoảng 19-20 triệu đồng. Và bây giờ thì hãy cùng tôi trang khám phá chi tiết nha. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau khám phá về thiết kế của chiếc máy này. Như các bạn có thể thấy em nó rất là đẹp về cả kiểu dáng lẫn màu sắc đúng không nào? Bên cạnh đó thì mình cực kỳ thích cái độ gọn nhẹ của chiếc MacBook 12 inch này. Như các bạn có thể thấy nhá, mình có thể cầm chiếc MacBook lên này bằng một tay, rất là thoải mái, không hề có một cảm giác gì bởi vì em nó nặng chưa đến 1 kg. Mình có thể mở em nó chỉ bằng một tay đó. Khi mà mở máy ra thì bên dưới màn hình chúng ta có thể thấy có chữ là MacBook này. Bên dưới tiếp sẽ là một dải loa khá là lớn. Tiếp là phần bàn phím. Và cuối cùng sẽ là phần trackpad. Và khi các bạn lật phần đáy của máy lên thì các bạn có thể thấy là không có thêm một chi tiết dườn dài nào cả. Ngay cả khe tỏa nhiệt thì cũng không có, tại vì là máy sẽ tỏa nhiệt qua phần vỏ của nó. Và thực sự thì bản thân mình cảm thấy rằng chiếc MacBook 12 inch này quá phù hợp với những chị em chân yếu tay mềm như mình hay là những dân văn phòng. Nó rất là thuận tiện cho cái việc di chuyển cũng như là mang vác đúng không nào? Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về màn hình của sản phẩm này. Màn hình của MacBook 12 inch thì đạt đến mức của MacBook Pro Retina và thậm chí nó còn vượt trội của MacBook Air về cả tính năng, độ phân giải cũng như nhiều đặc tính khác. Ngoài ra có một điều vô cùng đặc biệt là chiếc MacBook 12 inch này khi đi ra ngoài trời nắng thì nó có khả năng chống chói cao hơn so với MacBook Pro Retina nhờ lớp chống chói mới của nó. MacBook 12 sử dụng màn hình có tỷ lệ là 16:10, độ phân giải là 2304 nhân với 1440 pixel. Và hiện nay thì Apple đã thiết kế lại màn hình làm nó mỏng hơn, sáng hơn và tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về hiệu năng của chiếc MacBook này. Chắc chắn một câu hỏi là chiếc MacBook 12 inch này có tốt hay không sẽ là câu hỏi của nhiều người. Mình nghĩ rằng thì đây là một câu hỏi thì không hề đơn giản, tại vì là tốt hay không thì tùy vào cái nhu cầu lựa chọn của mỗi người. Nếu bạn muốn chạy trình duyệt này, lướt web này, rồi là phục vụ nhu cầu giải trí hay là Photoshop, Lightroom thì vẫn rất là ok. Và tất nhiên có một điều hơi đáng buồn, nếu mà bạn có nhu cầu cũng như là đòi hỏi cao hơn thì chiếc MacBook 12 inch này vẫn chưa sẵn sàng để có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Ok, vừa rồi là phần hiệu năng và tiếp theo thì mình sẽ nói về bàn phím cũng như là phần trackpad của chiếc MacBook 12 inch. Như các bạn có thể thấy thì bàn phím mới của máy mỏng hơn cùng với cơ chế cánh bướm thì tạo cho chúng ta cảm giác lướt rất là nhẹ, thoải mái. Hành trình phím thì cũng ngắn hơn và dưới mỗi phím thì đều có đèn sáng riêng biệt, giúp chúng ta có thể làm việc trong tối dễ dàng hơn. Còn về trackpad của máy thì được tích hợp công nghệ cảm ứng lực cùng với diện tích rất lớn với một chiếc laptop 12 inch thì nó cho chúng ta một trải nghiệm rất sướng và đã. Và cuối cùng mình muốn nói về điểm yếu của chiếc MacBook 12 inch này. Các bạn có thể thấy là chiếc MacBook 12 inch này chỉ có duy nhất một cổng USB Type-C. Nhưng có một điều may mắn là nó vẫn giữ lại dắp cắm tai nghe 3.5 mini. Và bây giờ tóm máy lại, nếu bạn muốn tìm một chiếc máy tính siêu mỏng, siêu đẹp thì chắc chắn MacBook 12 inch sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với bạn. Nó quá đẹp, quá sang chảnh. Chỉ có một điểm hơi hạn chế, đó chính là cái tổng kết nối của nó. Và nếu mà bạn có đòi hỏi về cấu hình quá cao thì nó chưa thể đáp ứng được. Cảm ơn các bạn vì đã xem video ngày hôm nay. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về chiếc MacBook 12 inch này. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên like và share video cho mình nhé. Còn đừng quên để lại comment về chiếc MacBook 12 inch này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.